Hello, xin chào cả nhà. Thì lâu rồi mình mới làm YouTube lại ha. Thì hôm nay mình đi dạo một vòng shopping. Thì hiện tại Samsung đang cho mình một cái deal rất là good. Thì bây giờ mình sẽ share với mọi người ha. Thì như các bạn thấy thì mình quay qua đây cho nó dễ. Rồi, đầu tiên là mình sẽ nhấn vô cái special offer đi. Mà các bạn vô samsung.com ha. Nếu các bạn nào có cái account education thì tốt ha. Thì bây giờ mình sẽ vào cái tablet. Mình sẽ tìm cái Galaxy S8 Ultra. Ok. Bây giờ mình sẽ có cái option nè. Thường á, ở Samsung sẽ có những cái option này cho mình ha. Cái này là cái Samsung recommendation nè. Thì bây giờ các bạn chọn là nếu mà chọn cái này á, thì các bạn sẽ được là 200 instant Samsung credit với lại nó sẽ ship nhanh hơn. Nhưng mà cái bản 256GB này á, thì nó sẽ đi kèm với lại là 12GB RAM ha. Còn cái bản 128GB chỉ có 8GB RAM thôi. Thì cái good deal của mình hiện tại đang có là mình bấm vô cái tablet nè. Mình sẽ trade in ha. Mình sẽ trade in, mình bấm vô Samsung, mình sẽ trade in. Mình sẽ trade in cái Galaxy Tab S7 FE. Các bạn thấy không? Đây là cái này nè. Giá là được 625 đồng. Hoặc là cái Tab S6. Hoặc là S6 Lite. Nhưng mà mình nghĩ là mình nên xài một là S7 FE. Hay là S6. Chứ mình không có nên xài cái S6 Lite ha. Thì bây giờ mình sẽ chọn vô cái S7 FE. Thì các bạn đọc cho kỹ cái phần này. Có nghĩa là nó yêu cầu rồi. Đây nè, nó phải vô được cái home screen và phải hoạt động bình thường. Cái software lock là phải là disable, có nghĩa là phải khóa lại hết account, tài khoản là phải được xóa ra và phải là factory reset lại. Rồi, nó không có cái thiết bị là không có nằm trong cái banned list, có nghĩa là giống như mấy cái máy ăn cắp báo mất báo chậm á. Nó kêu mình phải bỏ cái chạc cái hoặc là cái case này nọ đó, nhưng mà mình không cần ha, mình không cần thiết. Ok, mình sẽ nó cũng thầm thêm một câu nữa nè, nếu mà mình không có send cái device gì hay là họ không có đủ điều kiện thì nó sẽ có cái quyền đó, cái quyền mà đóng lại coi như là không có, nó không cho mình train đó. Nhưng mà đừng có lo, Samsung Mỹ dễ lắm. Ok, mình đánh vô agree ha. Thì ở đây mình sẽ cho mình, nó sẽ cho mình cái option là 675 rồi phải không? Mình có một cái option đó là 7-50% off cover. Mình sẽ có một, mình không lấy cái này tại vì cái book cover đó tới 300 mấy lần, mình thấy nó không có đúng cái giá trị của nó. Rồi cái Samsung credit này là được 100 nè. Một cái book pro for free nữa nè. Bạn có thể lựa màu ha, bạn thấy khá như dao động ha. Đó, bây giờ mình sẽ chọn lại màu nào cũng được. Ok, mình sẽ chọn update. Ok, mình sẽ chọn là không có cần bảo hiểm gì hết. No coverage. Rồi, mình sẽ tiếp tục ha. Mình có hai cái option. Một á, là mình sẽ pick up hoặc là mình sẽ ship, phải không? Tùy theo. Ok, mình sẽ chọn continue. Khi mình chọn continue rồi á thì mình, các bạn sẽ thấy ở đây nè, mình sẽ vẫn còn 100 credit nè. Thì trong tất cả các món ở đây mình thấy hợp lý nhất đó là cái Ultra Book Cover này, 99 đồng, không phải bù thêm tiền, không gì hết. Hoặc là các bạn có thể coi, cũng có thể chọn cái Galaxy Tab S8 FE S8A này, thì các bạn chỉ cần phải trả thêm 130 đồng thôi. Nhưng mà mình nghĩ mình sẽ lấy cái này thôi. Ok. Thì tùy theo nhu cầu của mỗi người ha. Mình có thể lấy cái Note View Cover này cũng được nè. Nhưng mà mình nghĩ mình cần cái mặt sâu hơn, mình có không nè. Cái này là nãy nó là 349 đồng nè, tức là nó giảm cho mình 50% thì mình phải trả thêm là 175 đồng nữa, nên là mình không lấy. Ok. Mình sẽ nhấn vô continue ha. Nhấn vô continue để xem chuyện gì xảy ra.
Ok, thì đây đây là các bạn coi này nha. Thì hiện tại mình đang order cái Galaxy Tab S8, Tab S8 Ultra 256GB. Đó, mình trade in cái này vào, mình sẽ được cái này miễn phí và 4 month free. Thì giá của mình sẽ là 386 đồng 74 cent. Một cái rất là good deal ha. Cái điều rất là good. Bây giờ mình sẽ quay lại, mình không lấy cái này. Ví dụ là các bạn nhớ nha, 386.74 đúng không? Thì bây giờ mình sẽ quay lại, mình compare với lại cái 128GB để xem nó tiết kiệm được hơn bao nhiêu. À, đâu ta? Này. Bây giờ mình sẽ làm mẫu là một cái, nhưng mà mình làm một cái là 128GB ha. Thì tất cả vẫn là xem thôi. Mình sẽ chọn tablet, mình chọn Samsung S7 FE Agree. Quà là như nhau hết, không có gì, không có gì để nói hết. Ok, à, bây giờ mình sẽ là giá sẽ là 314 đồng ha. Mình vẫn chọn cái S8 Ultra Book Cover. Từ nãy là một cái là 380 mấy và 310 mấy, tùy tùy nhu cầu mỗi người ha. Tùy nhu cầu mỗi người thì mình sẽ ra được cái deal như thế này. Đó, 318 nè. Đó, free 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 đó, còn 318 đúng. Ok. Quay lại thêm cái vấn đề nữa là bây giờ mình sẽ vô eBay để mình search cái Galaxy Tab S7 FE là hiện tại giá là bao nhiêu. Mình thấy có một thằng, có một người bán rất là giá rất là tốt. Úi chà, úi chà. Ôi da, nó bán hết rồi. Đây. Hồi chiều nay á, cái người này á còn tới 6 cái lần, bây giờ nó chỉ còn có một cái à. Thì bây giờ mình sẽ làm cái bài toán ha, là nó bán chỉ có 259 đồng thôi. Bây giờ mình sẽ là các bạn đừng có quên con số nhỏ nhỏ này nha, 12 đồng shipping nữa là 200, mình cho nó là 270 đi. Với nhu cầu là 318 đồng ha. Bây giờ mình bấm vô là 318 cộng 270. Ok, vấn đề đây là bạn bỏ 588 đồng thì bạn sẽ có một con Galaxy Tab S8 Ultra 128GB. Các bạn thêm 60 đồng nữa thì các bạn sẽ có phiên bản 256GB. Thì bây giờ mình cộng thêm 60 đồng nữa, khoảng 648 đồng dành cho phiên bản 256GB nha. Ok, giờ sau đó các bạn đừng quên là các bạn còn cái Galaxy Book Pro nữa. Nếu các bạn không dùng, các bạn bán thì nó vẫn lấy là được 670, 780 gì đó. Giờ đây, dành cho những bạn nào xem video tới thời điểm hiện tại thì các bạn sẽ thấy là ở đây mình sẽ có cái cashback của mình là tới 10% nữa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình sẽ được lại là 318 đồng thì mình sẽ lấy lại được 30 đồng. Tức là cái máy này mình chỉ mua bây giờ là 588 đi ha, 588 trừ 30. Ok, trước thuế, trước thuế của mình trả chỉ có 558 đồng. Mình trừ tiếp luôn, mình trừ tiếp luôn cho 50 cái Galaxy Buds Pro, cái Galaxy Buds hồi nãy mình cũng chưa coi. Ok, cái Galaxy Buds Pro nè, mình cũng sẽ search giá luôn để xem mình bán được, em sẽ bán được bao nhiêu ha. Buds Pro, ok. Thì hiện tại giá của con này mình bấm đây mình khó coi lắm, mình sẽ bấm vô cái phần nào mà cái giá mà người ta đã mua gần đây nhất ha. Và nhấn vô son item. Ok, cái giá gần đây nhất nè, hôm nay là ngày 18 tháng 6 ha, thì giá gần đây nhất là brand new là 85 đồng. 85 đồng chứ bạn thấy 90 80, nói chung là 90 80 gì đó. Thì khi các bạn lấy về, các bạn sẽ lấy về được khoảng là 65 đồng. Thì mình trừ tiếp thêm, vậy đúng ra là phải là 558 trừ 65 đồng đúng không, dành cho những bạn nào không xài cái Galaxy Buds Pro. Thì mình sẽ bỏ ra số tiền tổng cộng là 493 đồng trước thuế nha, có tiểu bang có thuế, tiểu bang không thuế, cho một con Galaxy Tab S8 Ultra 128GB.
Đó, thì hôm nay mình muốn share với mọi người hiện tại đang có một cái điều rất là good ha. Thì nhiều chắc khi mà các bạn tiến hành mua đó thì mình nghĩ cái deal này á, nó không có còn ở chỗ là cái người bán 259 này nè hiện tại đang là last one rồi, nên mình nghĩ cái này sẽ gone. Nhưng mà cái deal của bạn sẽ có deal tốt hơn, cái deal xấu hơn một xíu là 289 đồng ha, mắc hơn khoảng 30 đồng. Nhưng mà cho dù cái giá này có thêm 30 đồng đi nữa thì nó cũng là rất là good deal rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại, mình sẽ kiếm nè Galaxy Tab S6 nè, như nãy là hồi nãy là trên lệch của nó là khoảng 75 đồng đi. Thì S6 ở đây nè, các bạn thấy không, nó bán chỉ có như cái này đi, thì nó có ghi nè LCD burn ha. Nhưng mà trong cái phần trade á thì đã nói rõ ràng là có quyền được phép không 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 liên quan tới màn hình nó bị LCD burn. Thật sự cái vấn đề LCD burn này là vấn đề của nhà sản xuất nha, chứ không phải là vấn đề của mình. Chỉ cần cái máy nó hoạt động bình thường, còn cái màn hình burn đó là chuyện của nó, thật cái đó là lỗi của Samsung chứ không phải là lỗi của người dùng. Thì hiện tại chỉ đó, cái này là 159 đồng nè. Nếu các bạn lấy cái này bạn trade vào á, bạn sẽ lợi hơn là cái kia, tại hồi nãy mình coi hình như là nó chỉ trên lệch có, để mình coi cho kỹ lại đi ha, để mình coi cho kỹ lại, mình quên mất là nó chênh lệch bao nhiêu rồi. Hình như là chỉ có chênh lệch 25, có 50 đồng hay sao à. Samsung à, ok, chênh lệch là 575 nè, với lại 625 là chênh lệch khoảng 50 đồng. Thì cái nãy là 250 mấy đồng mà bây giờ cái này chỉ có 159 đồng. Tính ra cái deal này tốt hơn nhiều nha mọi người. Cái deal Tab S6 tốt hơn và không sợ hết hàng ha. Đây nữa nè, cái này là không có bị LCD burn luôn nè, cũng có 167 đồng. Giá rất là tốt ha. Giá rất là tốt. Mình không chọn Galaxy S6 Lite là bởi vì nó giá nó chênh lệch với S6 nó không có nhiều, mình không có lợi ha. Ok, thì hôm nay là cái đây là cái nội dung mà mình muốn chia sẻ với mọi người hôm nay. Hy vọng là mọi người nếu mà ai đang có nhu cầu mua tìm một cái Galaxy Tab S8 Ultra giá tốt tại Mỹ thì có thể nghiên cứu cái deal này, nó rất là tốt. Rồi, chào mọi người. À, sẵn mình cũng xách giá luôn, nếu các bạn mua Tab S8 Ultra tại eBay ha, thì nó sẽ, mình thấy cái giá rẻ nhất hôm nay là 809 đồng à. Thì các bạn compare với lại cái giá 493 ha. Đó, 493 là mình đã có một con Galaxy Tab S8 Ultra. À, được thêm cái book cover nữa. Mà thằng này nó bán nó đâu có cho mình đâu. Cái người bán này không hề cho mình cái book cover nào hết. Là mình có một con S8 S8 với lại 4 4 tháng. 4 tháng YouTube premium thêm một cái book cover. Cái này mình bán rồi ha, cái book pro mình bán. Ok. Rồi, hẹn hy vọng mọi người sẽ thích cái video này và mong là mọi người sẽ giúp mình like để mà cái hệ thống của YouTube có thể là share hiển thị cái video của mình cho mọi người biết đến, để mọi người có thể mua được cái Galaxy Tab S8 Ultra với giá tốt hơn ha. Rồi, hẹn gặp mọi người cái video sau.